Kỳ này ta đánh cho ngươi té nước luôn. Chà, chết nè, chết nè. Ủa, sao kỳ vậy? Có gì lạ đâu. Đó là vì hành tây rất tốt cho xương. Nó có chứa một hợp chất có thể làm tăng mật độ xương, ngăn ngừa các hoạt động phá vỡ xương. Do đó, với người trưởng thành thì ăn hành tây thường xuyên giúp giảm tình trạng loãng xương hiệu quả vô cùng. À, thì ra là vậy. Như vậy là nếu như ai đó không thể dùng sữa chống loãng xương thì có thể ăn hành tây để thay thế. Đúng vậy. Giờ thì bạn tin chưa? Ừ, mình tin rồi. Vậy mình đi đây nha. Chúc tôi khỏe. Hôm trước chúng ta đã nói rất nhiều công dụng của hành tây rồi. Nào là kháng khuẩn nè, trị ho nè, cảm sốt nè, chữa nhức mỏi nè, rồi còn giúp an thần nhẹ. Hôm nay còn biết thêm công dụng chống loãng xương nữa. Vậy thì còn có những công dụng nào khác nữa không, Dr. Khỏe? Nào, con kể cho Dr. Khỏe nghe, có lợi cho tim mạch như thế nào đi. Nếu như mấy loại rau củ khác thường giảm lượng cholesterol trong máu thì em còn sớm hơn. Em kiểm soát chúng khi mới hình thành trong gan, chưa đi vào máu. Ngoài ra, em còn giúp ngăn ngừa sự đông máu và tình trạng các tế bào tiểu cầu kết dính với nhau có thể khiến mạch máu bị tắc nghẽn. Vì vậy, hạn chế nguy cơ đột quỵ rất tốt. Chà, hành tây, em quả nhiên là lợi hại đó nha. Như vậy là nếu như chúng ta thường xuyên uống nước ép hành tây hoặc là dùng hành tây để chế biến các món ăn thì sẽ rất tốt cho xương và cả tim mạch nữa. Chị Ốc chí lý. Ốc và mọi người biết rằng ngoài vấn đề cảm mạo thì ho hen, viêm đường hô hấp ở trẻ rất là đáng lo. Cho nên nếu cho trẻ uống nước ép hành tây hay siro chiết xuất từ hành tây sẽ giúp ích cho trẻ rất nhiều mà không cần phải dùng đến kháng sinh. Nói cho chị Ốc và mọi người biết, đây không phải là bài thuốc ở nước mình thôi đâu nha. Tổ chức Y tế Thế giới phải công nhận luôn đó. Bởi vậy, nói ra giờ tự nhiên em muốn chảnh dễ sợ luôn á. Trời 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 trời, hết hồn à. Nói nghe nè, em có tin là chị Ốc sẽ bào mẫu em ra, bỏ em vô cái máy xay sinh tố, không kịp chào khán giả luôn không? Cho chưa. Còn có một công dụng mà hành tây, hành hương và tỏi luôn ở tóc đầu trong công hiệu là ngừa ung thư đó Ốc. Người ta đã nghiên cứu thấy những người mà ăn hành tây thường xuyên thì sẽ giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh ung thư như là dạ dày nè, đại trực tràng nè, thanh quản, buồng trứng nữa đó. Hay chà, vậy đúng ra là chúng ta phải liệt hành tây vô danh sách thuốc quý. Không nên để hành tây ở trong bếp, phải phơi khô hành tây xong rồi bỏ vô trong tủ thuốc. Em tươi mơn mởn như vậy không tốt hơn sao? Thôi thôi, đừng giận, chị Hốc nói chơi mà. Em mà vô tủ thuốc héo queo rồi thì để xem ai chữa sẹo thâm khi em si điệu đà nặng mụn hả? Ủa, té ra là hành tây chữa được cả sẹo thâm nữa hả? Tất nhiên là được rồi. Ai mà bị sẹo thâm vô nặng mụn thì chỉ cần thái nhỏ hành tây ra mỏng và nghiền dập nó đi. Sau đó lấy đắp lên vị trí sẹo bị thâm để khoảng 45 phút đến 1 tiếng sẽ giúp chữa sẹo thâm nhanh chóng. Tuyệt quá. Ôi, như vậy thì chị Ốc sẽ không phơi khô em nữa đâu. Chị Ốc sẽ để em ở trong bếp. À không, để em ở trong bàn trang điểm chứ. Cưng em hết sức luôn nè, chịu không? Hôn em nha. Đừng có cưỡng hôn em chứ. Không được xem, không được xem. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.